Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 2 tháng 6, rút ngắn thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân. Lâm Đồng giống bơ khủng giúp nông dân thu lãi tiền tỷ. Điện Biên triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 bánh heroin. Nguy cơ suy dinh dưỡng cao nếu sử dụng sữa từ hạt cho trẻ nhỏ. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin từ ngày 2 tháng 6, thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế được rút ngắn từ 3 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả. Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ phải công khai thời điểm kho bạc nhà nước chi hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần công khai những thông tin như thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế, thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đã quy định trước đây. Tiếp theo chương trình là một thông tin cảnh báo dành cho các sĩ tử trong mùa tuyển sinh. Thưa quý vị, mùa thi đang đến cận kề và việc các sĩ tử tăng cường học trong quá trình ôn luyện đã khiến cho các phụ huynh thấp thỏm lo âu. Nắm bắt được xu thế đó thì các tiệm thuốc lại được dịp mời gọi sản phẩm thuốc bổ não nhằm giải tỏa nỗi lo cho gia đình có con em bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Với cường độ học tập cao và thời gian thi cử gần kề, nên chuyện các em học sinh thường xuyên thức đêm để học gây thiếu ngủ, đau đầu, nhức mỏi, chán ăn, ăn không ngon miệng đã là vấn đề quá quen thuộc. Vì thương con nên phụ huynh luôn tìm tòi những loại thuốc nhằm bồi bổ sức khỏe cho con. Ghi nhận tại một số cửa hàng thuốc, các loại thực phẩm chức năng dành cho người lớn tuổi, người mắc rối loạn tuần hoàn não giờ được quảng cáo thêm chức năng tăng cường trí nhớ cho sĩ tử. Trên thực tế hiện nay là trên thị trường không có một loại thuốc nào gọi là thuốc bổ não cả. Có nghĩa là không có một loại thuốc nào là sẽ tăng cường trí nhớ để cho các em có thể là nhớ được tốt hơn để mà sử dụng những loại thuốc đó. Cho nên là các em có thể là sắp xếp lại, cân đối khi giờ giấc của mình sinh hoạt giữa học tập, nghỉ ngơi và thư giãn để các em có thể là trí óc của mình làm việc được tốt hơn. Theo khuyến cáo của chuyên gia thì phụ huynh nên bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết dành cho trẻ em như chất sắt để tạo máu hay omega 3 có chứa trong các bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, nên duy trì các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, thư giãn như đi bộ, bơi lội, tránh không dùng các thực phẩm có chất kích thích gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Theo thống kê ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, năm 2017 này, ngành điều đã mất trắng gần 52.000 tấn điều, tức là giảm 17% so với năm trước, mà nguyên nhân là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại khu vực Đông Nam Bộ và Lâm Đồng, khác với mọi năm, những tháng đầu năm nay đã xuất hiện những trận mưa lớn, đúng vào thời điểm cây điều ra hoa, khiến năng suất cây điều giảm. Do sự thay đổi bất thường của thời tiết, các bệnh trên cây điều, đặc biệt là bọ xích mũi, đã phát triển thành dịch tại nhiều địa phương và đã ảnh hưởng đến năng suất cây điều. Khảo sát của Hiệp hội Điều Việt Nam cho thấy, dịch xuất hiện nhanh khiến cho nhiều nông dân không kịp trở tay, nên chỉ sau 1-2 ngày, bọ xích mũi đã tàn phá cả vườn điều. Điều này làm cho sản lượng điều thu hoạch giảm mạnh. Theo báo cáo từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản lượng điều năm 2017 ước đạt 252.038 tấn, giảm 51.860 tấn, tức giảm 17,07% so với năm 2016. Kể từ năm 2006 đến nay, Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều. Và năm 2016, giá trị xuất khẩu điều đã mang về cho Việt Nam 3 tỷ đô la, trở thành một trong những mặt hàng thu về giá trị cao nhất chỉ sau thủy sản và cà phê. Do đó, làm sao để ngành điều phát triển bền vững, không quá phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trở thành mối quan tâm của cơ quan quản lý vào lúc này. Thưa quý vị, người nghèo và cận nghèo ở khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ để cải thiện cuộc sống. Vì thế, đây chính là cơ hội, là thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp, nhưng lại chưa được khai thác hiệu quả ở Việt Nam. Trung bình 3 ngày, người dân dùng Tây Bắc đi chợ một lần để mua thực phẩm thiết yếu, mỗi lần chi tiêu 117.000 đồng. Có trên 1/3 số người được hỏi đã từng mua chịu, với thời gian chịu trung bình là 16 ngày. Thông tin này được đưa ra tại nghiên cứu phát triển các mô hình thị trường phù hợp cho người nghèo dùng Tây Bắc của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Việt Nam, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn khá cao, đặc biệt tại khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số. Hàng triệu người thu nhập thấp đang là khách hàng tiềm năng cho các doanh nghiệp khai thác. Trạng này ở Việt Nam thì hầu như các doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm. Gần đây một số các doanh nghiệp cũng đã quan tâm, chủ yếu theo các cái vận động, chương trình vận động của chính phủ, ví dụ như thông qua các cái chương trình vận động đưa hàng Việt Nam về nông thôn cũng đã bắt đầu tham gia. Tuy nhiên thực tế thì quá trình này các doanh nghiệp hầu như vẫn chưa nhận thức được cái tiềm năng thị trường này.
và thể hiện thông qua một số việc như là nhất là người nghèo, người ta vẫn chưa tiếp cận được rất nhiều hàng hóa, vẫn là thiếu thốn. Do một mặt là do các cái điều kiện người ta sống ở vùng sâu vùng xa, quá trình vận chuyển hàng hóa rất khó lên là đấy. Thứ hai là mặt khác là các doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm thị trường này. Hiển nhiên người nghèo không có nhiều tiền, họ không có đủ năng lực tài chính để mua những món hàng đắt tiền như hàng hóa bán cho người có thu nhập trung bình và cao. Doanh nghiệp cần phải cân nhắc đổi mới công nghệ sản xuất hoặc cho ra đời dòng sản phẩm riêng với giá thành hợp lý. Đây cũng là một cách marketing hiệu quả và ít tốn kém nhất. Thưa quý vị, nhờ mạnh dạn nhổ bỏ hàng chục hecta cà phê để nuôi trồng cây bơ có giống lạ, giờ đây nông dân Nguyễn Đăng Trung, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã giúp gia đình và nhiều hộ nông dân khác cải thiện được kinh tế, đi lên từ mô hình bơ khủng này. Đặc biệt, cây bơ cũng đang vào mùa thu hoạch, và với giá bán như hiện nay thì ước tính hộ ông thu lãi được hàng tỷ đồng. Trang trại bơ Trung Hiếu của ông Nguyễn Đăng Trung ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2004. Đến năm 2007, ông đưa thương hiệu bơ B034 đến thị trường và được nhiều người đón nhận. Trang trại nhà ông có diện tích hơn 10 hecta với hơn 2.000 gốc bơ. Ngoài gốc bơ B034, ông còn trồng thêm nhiều loại giống bơ có xuất xứ từ Mỹ. Giống bơ này được thị trường ưa chuộng vì quả dài 30-40cm, có quả hơn 50cm, da bóng nhưng bên trong ăn rất béo và ngậy. Ông cho biết năm nay bơ thất mùa nhưng ngược lại giá thành cao hơn. Hiện giá bơ được thương lái mua tận vườn là 110.000 đồng một ký, cao hơn so với mọi năm. Từ khi mà gia đình đưa cái giống 34 này với một số giống bơ nhập ngoại từ nước ngoài về thì hiệu quả rất là cao. Và cũng luôn luôn là xác định là trồng theo mô hình xen canh, tức là xen cây bơ trong vườn cà phê. Và cho tới năm, từ 8 đến 10 năm thì lúc bấy giờ thì cây bơ nó cho trái năng suất cao rồi thì chúng ta có thể là bỏ cái cà phê là đi được rồi để chúng ta làm chuyên canh vườn cà phê. Không dừng lại ở đó, ông Trung tiếp tục tuyển chọn thêm một số giống bơ phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương để ghép, bao gồm BL034, BLD036, tạo ra thế hệ bơ mới kháng bệnh tốt, đạt năng suất và trồng theo tiêu chuẩn Việt ghép. Trên địa bàn Bảo Lộc thì được sự chỉ đạo của ủy ban cũng như của các ban ngành, các cái phòng ban đang xây dựng cái quy trình Việt ghép và xây dựng cái thương hiệu bơ cho Bảo Lộc giống như một cái trà bơ lạc. Được biết sắp tới ông sẽ thành lập một khu du lịch sinh thái miệt vườn để nhiều người đến tham quan và tận tay hái những quả bơ chín cây cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trồng trọt. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, mặc dù trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra, nhưng bắt đầu vào mùa nắng nóng, các lực lượng phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh luôn đặt mình trong tình trạng ứng phó kịp thời mỗi khi có cháy rừng xảy ra. Cứ đều đặn mỗi tuần 2 lần, các cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Quảng Trị thường xuyên tuần tra kiểm soát trên khu vực rừng mà mình được quản lý. Đơn vị thì tổ chức triển khai là trực cháy, bố trí trực 24 giờ/24 giờ. Và ngoài ra thì các tổ bảo vệ rừng là thường xuyên là có mặt tại những nơi mình nhìn trực tiếp nhìn quản lý bảo vệ. Hiện tại toàn tỉnh Quảng Trị có 236.000 hecta rừng. Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều phương án, đặc biệt là phương án 4 tại chỗ. Trong đó, về lực lượng và phương tiện luôn được tỉnh Quảng Trị chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu vào mùa nắng nóng, kèm theo gió phân Tây Nam thổi mạnh, nên vấn đề về cháy rừng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi một người dân. Như vậy, việc phòng chống cháy rừng trên địa bàn Quảng Trị mới đạt hiệu quả cao. Ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ cơ sở giết mổ của ông TNL, sinh năm 1981, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, vì đã có hành vi cố tình đưa nước vào động vật trước khi giết mổ. Trước đó vào ngày 1 tháng 6, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang ông TNL khi đang có hành vi đưa nước vào 3 con bò trước khi giết mổ tại cơ sở giết mổ trâu bò thuộc phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Tại thời điểm bắt quả tang, ngoài 3 con bò đã bơm nước, còn có hàng chục con khác với trọng lượng hàng trăm kg đang chờ để bơm nước. Qua làm việc với cơ quan công an, ông L thừa nhận trước khi đưa bò để giết mổ, thường bơm nước vào bụng để tăng trọng lượng bò trước khi bán thịt cho thương lái. Sau khi giết mổ, lượng thịt này sẽ được đưa đi tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn. Thưa quý vị, trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017, thành phố Tam Kỳ sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao để hưởng ứng sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, thành phố sẽ khai trương dự án du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Tam Thanh, mà sản phẩm du lịch đầu tiên đó là con đường thuyền thúng.
Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6 có sự xuất hiện của con đường thuyền thúng, với 111 chiếc thuyền thúng đầy màu sắc thể hiện sống động về đời sống sinh hoạt, vẻ đẹp làng biển và được đặt tại một số khu vực ven biển, ven sông Trường Giang thuộc thôn Trung Thanh, thôn Hạ Thanh 1, thôn Hạ Thanh 2. Không chỉ rực sáng với những màu sắc lung linh, những chiếc thuyền thúng còn được vẽ nên những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa. Ngoài con đường thuyền thúng, thành phố Tam Kỳ sẽ xây dựng làng Bách Hoa, làng không rác, đồng thời hình thành ý tưởng và xây dựng một ngôi nhà nghệ thuật cộng đồng tại Tam Thanh. Đi qua những khu vực đó, chúng ta sẽ thấy được cái nghệ thuật vẽ ở trên tranh thuyền thúng. Một trong những vấn đề của Tam Kỳ là tìm ra được một cái hướng đi cho mình. Thì chính từ cái sáng kiến mà làm ở Tam Thanh như thế này rồi đặt ra một cái vấn đề, làm thế nào để cho những cái tác phẩm nghệ thuật này nó không cũ. Theo đó, Tam Kỳ sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với mong muốn xây dựng các sản phẩm du lịch bãi tắm Hạ Thanh, là nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, bãi sậy sông Đầm, cải tạo khu di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh. Từ đó sẽ tiếp tục phát triển Tam Kỳ trở thành thành phố của nghệ thuật cộng đồng. Mở đầu phần tin an ninh trật tự, an toàn xã hội sẽ là thông tin từ lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết. Đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam và Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ An ninh Lào phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ được 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào khoảng tháng 2 năm 2017, lực lượng trinh sát thu được nhiều nguồn tin từ quần chúng phản ánh về hoạt động mua bán ma túy của một số đối tượng ở tỉnh Bo Kẹo, thường xuyên vận chuyển ma túy từ Bo Kẹo qua Luông Nậm Thà đến U Đôm Say, là các tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tập kết, sau đó bán cho các đối tượng ở Việt Nam. Xác định đây là đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia, có nhiều tình tiết phức tạp. Một ban chuyên án đã được thành lập phối hợp phá án. Ngày 1 tháng 6, lực lượng gồm 17 đồng chí do Đại tá Hoàng Minh Tuấn, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Điện Biên chỉ huy, cơ động đi tỉnh U Đôm Say, phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy tổ chức đánh án. Đến khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 6, ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng đang tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy tại bản Non Menda, thị xã U Đôm Say, tỉnh U Đôm Say của Lào. Lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ Vàng Bả Mền, sinh năm 1981, trú tại bản Xuân Gia, huyện Luông Nậm Thà, tỉnh Luông Nậm Thà của Lào, và Giang Chí Hư, sinh năm 1987, trú tại bản Xê U Đôm, huyện Pha U Đôm, tỉnh Bo Kẹo, Lào. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp, 37 triệu kíp tiền Lào, một xe bán tải và 2 điện thoại di động. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghé thăm trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh để động viên, thưởng nóng cho ban chuyên án Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị tổ chức phối hợp vừa lập chiến công triệt phá tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất nước từ trước đến nay. Theo Bí thư Nhân, chuyên án được triệt phá lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, không chỉ có ý nghĩa ngăn chặn một ổ sản xuất quy mô lớn gây tác động đến hàng nghìn, hàng vạn người dân Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mà còn là một bài học cho tất cả các lực lượng tham gia. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trải qua gần một năm thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng, kết quả đã triệt phá thành công chuyên án ma túy cực lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân thành phố vào lực lượng công an. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được 15 người trong đường dây sản xuất buôn bán ma túy do Văn Kính Dương, 36 tuổi ở Hà Nội tổ chức. Bước đầu, cảnh sát thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg ma túy, ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng, 7 ô tô, trong đó có siêu xe 25 tỷ đồng, nhiều máy móc, bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đồng Nai. Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là đường dây sản xuất buôn bán thuốc lắc lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Xuân Vũ, 30 tuổi, trú tại huyện Mang Giang, Gia Lai, về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vào ngày 2 tháng 6. Theo cáo trạng, chiều ngày 22 tháng 10 năm 2016, trong khi hát karaoke ở quán của chị Đỗ Thị Ngân tại xã Đắc Giá, huyện Mang Giang, giữa Vũ và chị Ngân xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ tiếp tục gọi điện và dùng súng tự chế đe dọa chị Ngân và người nhà. Vũ khai nhận mua khẩu súng ở Lào kèm theo 7 viên đạn và đã bắn thử 3 viên. Cuối phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên Trương Xuân Vũ 2 năm tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Chỉ sau 14 giờ gây án, thủ phạm đã gây ra cái chết làm rúng động dư luận trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã bị công an tỉnh Điện Biên, công an huyện Tủa Chùa bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào tối 1 tháng 6 tại xóm trọ thuộc tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, do mâu thuẫn xô xát giữa Quan Văn Xiến, sinh năm 1991, và vợ là Quan Thị Xin, sinh năm 1989. Trong lúc xô xát, Xiến đã dùng gạch đập vào đầu Xin nhiều nhát, khiến Xin tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.
Nhận được tin báo, ban chuyên án đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân trên địa bàn tổ chức truy tìm hung thủ theo dấu vết nóng. Sau 14 giờ đến khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hoàng Văn Xiến khi đang lẩn trốn tại một khu rừng rậm thuộc địa phận thị trấn Tủa Chùa. Cuối cùng như thường lệ sẽ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, lo ngại sữa bò gây dị ứng và không dung nạp lactose, nhiều bậc cha mẹ đã tìm đến những giải pháp sữa từ hạt với lối suy nghĩ an toàn và đủ hàm lượng dinh dưỡng cho trẻ. Tuy nhiên, việc lạm dụng sữa hạt thay thế cho sữa bò sẽ dẫn đến nguy cơ gây suy yếu hệ miễn dịch ở trẻ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Trên các diễn đàn mạng xã hội, chúng ta luôn thấy phụ huynh chia sẻ trào lưu sử dụng sữa hạt. Bên cạnh thông tin về giá cả, nơi sản xuất, nơi bán nguyên vật liệu, máy làm sữa, các bà nội trợ còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm khi cho con dùng loại sữa này. Giống như sữa hạt thì nó có những cái chất giống như là nó ít protein, nó không có bị giống như sữa bò, nhưng mà nó giàu chất xơ. Và con nít cho tới bà bầu cho tới người già uống đều tốt hết các bạn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu dùng sữa hạt khiến trẻ sẽ thiếu các vi chất dinh dưỡng và các axit amin thiết yếu. Bên cạnh đó, các loại sữa từ hạt như hạt ốc chó, hạnh nhân lại là hạt chứa dầu, nên việc bảo quản các loại hạt này nếu không bảo quản tốt sẽ dẫn đến tình trạng bị nấm mốc, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến. Mọi người hay gọi là sữa hạt, nhưng mà thực ra nó không phải là sữa, mà người ta nấu từ những cái hạt bắp hay là đậu, rồi hạt dẻ, các loại hạt người ta nấu lên rồi xay ra, vì nó không cân đối giữa những cái chất dinh dưỡng với nhau. Cho nên là nếu mà sử dụng cái đó thay cho sữa thì có lẽ là điều đó là không phù hợp. Theo khuyến cáo của chuyên gia, trẻ cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất theo từng độ tuổi. Trước khi quyết định cho trẻ sử dụng bất kỳ loại sữa nào, các bà mẹ cần phải nghiên cứu kỹ về sự tương thích của từng loại hạt chế biến sữa đối với từng lứa tuổi. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Tăng mức cho vay đối với học sinh sinh viên từ 15 tháng 6. Bà Rịa Vũng Tàu ăn ấu trộn ve sầu, nhiều người nhập viện vì ngộ độc. Sơn La bắt ba đối tượng chứa hơn 19 kg thuốc viện. Xuất hiện tình trạng làm đẹp học bạ để xét tuyển đại học.